Nam. Dạ. Thôi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Nguyễn Linh. Chào anh. Chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Hoàng Quân, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em 27 tuổi. Bạn làm việc gì? À, em đang là kỹ sư thiết kế kết cấu nhà cao tầng. Thiết kế nhà cao tầng á hả? Dạ đúng rồi. À, quê bạn ở đâu? À, quê gốc em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời bên kia. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Em đang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non Ngọc Hoàng ở Biên Hòa. Quê mình ở đâu? Quê em ở Tiền Giang, mà nhà em thì ở Đồng Nai. Quê Tiền Giang, nhà Đồng Nai, làm việc Biên Hòa. Dạ. Anh kia thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chúng ta có thể thoải mái nói chuyện đi. Rồi, giới thiệu về mình một xíu đi. Hỏi bạn gái gì hỏi đi. Bạn nhiêu tuổi ta? Em sinh năm 94 anh. 94 với 90 thì cũng hợp đó. Hợp không em? Em nghe nhiều người nói thì cộng trừ mà cộng trừ số chẵn thì nó có lẽ nó hợp đấy. Cộng trừ số chẵn là sao em? Rồi hỏi bạn ở đâu, mình giờ hẹn hò như thế nào, hỏi luôn đi. Hiện tại thì em đang ở đâu ta? Hiện tại em ở Biên Hòa anh. Nhà anh ở Bà Rịa ấy, thì đi về cũng đi ngang ở chỗ đó thì chắc cũng không vấn đề gì về cái khoảng cách. Thế em có trải qua mấy mối tình này, hỏi đi. Em thì có bao nhiêu mối tình rồi ta? Dạ em trải qua một mối tình, quen cũng 5 năm nhưng mà một số lý do nên phải chia tay được 2 năm rồi anh. Anh thì cũng lẻ tẻ nhiều nhưng mà nếu mà gọi là chính thức thì chỉ có một mối tình thôi. Bạn đó thì học chung thời cấp 3, có quen khoảng cỡ độ 2 năm nhưng mà trục trặc là do anh cũng gặp một số chuyện cá nhân tình cảm này nọ rồi cũng do có lỗi bạn gái thì cũng chia tay. Hối hận nhưng mà không quay lại được tại vì bạn gái cũng đi nước ngoài rồi. Anh có đạo không anh? À có em. Dạ. Em có không? Dạ có. Vậy là ổn rồi, chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện tình yêu nha. Mình muốn tìm một người yêu thế nào bạn? À, dễ nhìn xíu. Dễ nhìn nó khó trừu tượng lắm em. Dễ nhìn là sao em? Đừng có quá đen hơn em. Em thì đen rồi. Thì ở nhà thì em vạch ra nhiều lắm à, mà sao lên trên đây em quên hết rồi. Lần sau tao lấy giấy viết tao viết ra. Em có đánh cho điện thoại mà điện thoại đưa cho em gái rồi. Giờ em quên. Em gái của em đâu em? À, màu vàng chị. À đây màu vàng. Em đưa điện thoại em đây. Rồi em đưa cho ảnh đi. Để anh đọc lên bên đây coi có. Đọc coi có cái gì không. Rồi mò ra được chưa? Rồi. Em thấy rồi chị. Hình mẫu lý tưởng. Thì cái ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương, da trắng xíu, đừng có đen quá. Cao từ 1.5 đến 1.6. Tính tình hiền lành, vui vẻ, sáu đầu đất, biết cư xử người. Từ từ, để ta so đọc gì mà như mô tô bay vậy. Thì cao có chữ rồi, phải đọc cái gì. Rồi, 1.5 đến 1.6. Da trắng, rồi gì nữa? Da trắng, tóc đen. Tóc đen, rồi gì nữa? Mắt đen luôn thì được. Trời ơi, tính tình hiền lành, vui vẻ, rồi có đạo đức. Nói chung là biết cư xử với người trên, kẻ dưới. Còn gì nữa? Hết chưa? Lắm. Dạ. Trời ơi, tôi đọc sơ, sao nhiều dữ vậy? Dài lắm hả? Ngoại hình dễ thương ha. À, đừng có đen quá. Cao khoảng 1.63, tính cách hiền lành, vui vẻ, đạo đức, biết cư xử người trên kẻ dưới, người xung quanh, với gia đình, hiếu thảo với bố mẹ, biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ công việc với mọi người, quê quán ưu tiên miền Trung và miền Nam, trừ miền Tây. Trời ơi sao vậy? Miền Tây tôi mắc gì trừ? Em miền Tây rồi. Ủa sao miền Tây trừ em? Còn nữa, để tôi đọc hết cái đã. Tuổi tác từ 23 đến 27, công việc nhân viên văn phòng hoặc có công việc làm riêng ổn định, tiêu chuẩn khác có đạo Thiên Chúa, không thích phòng phóng khoáng quá, không tiêu cực, không lười biếng quá, lặp lại nhiều lần quá, nói dối, nói xạo. Trời ơi. Trời nhiều quá, mình đọc cho tôi sáng quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trả lời nè. Em định đọc em. Ủa em viết cái clip này là mất thời gian bao lâu? Cũng soạn ra, cũng gom lại. Ai soạn? Em soạn. Thì soạn em soạn bao lâu mới xong được cái bản phong thần này? Thì bắt đầu từ lúc mà chương trình gọi em thì soạn liền. Soạn tới giờ luôn á hả? Vâng, còn sót gì nữa không? Thì chắc có lẽ đủ rồi chị. Trời ơi, nhiêu đó mới đủ thôi đó hả? Còn mắc gì không thích gái miền Tây? Nếu mà họ sống mà phóng khoáng quá thì em không thích phóng khoáng, mà cả về vật chất lẫn tinh thần, nghĩa là sống mà vô tư, ít lo quá thì
Ủa, ý em nói con gái bằng tay sống phóng khoáng hay sao? À, em không có đánh đồng vậy, nhưng mà tại chắc có lẽ là do em không thích thôi chứ. Tự nhiên do không thích vậy thôi đó hả? Em đụng chạm rồi đó. À dạ em biết rồi. Em cũng nói chung là không có đưa ra nhiều nguyên tắc đâu. Tự nhiên là tại vì lên chương trình á thì có nhiều clip quá, nhiều sở thích, sở trường, sở đoản rồi tùm lum, em phải list ra rồi thích người nào thì em phải list ra hết. Nên thành ra đặt vô cái nguyên tắc khuôn khổ luôn chứ mình sống thì không phải vậy. Khuyết điểm của em là gì? Hơi bừa bộn ấy. Đúng rồi. Nhìn kìa, mang dài sao không buộc dây dài? Hồi nãy trên kia em... Không có lý do gì hết trơn á. Tại sao mọi người mà bê bối cẩu thả vậy? Không, chị đừng nhìn vậy mà đánh đồng em vậy. Đâu có. Tại sao em lại đánh đồng người miền Tây là không được? Thôi về bản đi. Trời đất ơi. Dây dài vô, đụng chạm mà thấy chưa? Không, người miền Tây á là rất là dễ thương. Dạ, dạ. Có lẽ em do coi phim hay là em bị một cái cú sốc gì về miền Tây nên em thích gái miền Tây. Chứ gái miền Tây rất là dễ thương nha em. Dạ. Em thôi được chưa, rồi. Chắc em chưa gặp thôi. Hồi chị Tường qua dập. Chị Tường cho em rút lại nha chị Tường. Muốn cho. Ơi, chào em. Dạ. À, có lẽ anh này cũng hơi vui. Thành ra cũng hơi lố lố một tí. Chứ thật sự con người ảnh anh thấy nãy giờ cái tâm không phải là như vậy. Thí dụ giờ ảnh thích em, yêu em, tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu tới được? À, em cũng không có quan trọng thời gian. À, tìm hiểu thấy hợp thì khi nào cũng được. Coi như bỏ qua nãy giờ. Bỏ sao được? Không bỏ, đi về bển đi. Nè, mà em thích cái mẫu người bạn trai cái chuẩn như thế nào? Chững chạc. Không, bên kia chưa chững chạc. Dây dài mà không buộc nữa mà. Rồi tiếp em. À, biết suy nghĩ, lo lắng cho gia đình, có nụ cười tỏa sáng như Đương Phúc Thịnh. Chắc được hả? Bạn ở bên đây nó chắc được đó. Nụ cười nắng tắt. Bây giờ em có người thân đi theo không? Dạ có gia đình cậu em với bạn em. Người ta người miền Tây hết đó nha anh. Dạ, chào cô cậu. Chào MC Quyền Linh. Dạ, MC Cát Tường. Dạ. Thì từ giờ ngồi bên đây thì thấy cháu trai này á, tướng tá thì cũng được, tính cách thì cũng vui vẻ, hiền lành. Coi như là cái chuyện gì mà bê bối á, thì cũng coi như là bỏ qua đi, không sao hết trơn á. Chắc hơi hồi hộp hay gì ha. Cháu Trang ở đây á, thì cũng nhà thì cũng hơi xa chút thì, không vấn đề gì đâu. À, dạ. Thì cô cũng thấy cũng được. À, còn về chuyện hai đứa quen nhau hay không thì do quyết định của hai cháu ha. Dạ. Dạ. Trời, cô dễ tính quá. Chú có ý kiến gì không chú? Cậu. Cậu ba nói, thấy cháu cũng vui vẻ, cậu ba thấy cũng được. Cậu ba người đâu? Người Tiền Giang. Góc Tiền Giang. Tiền Giang đó nha. Tôi cũng ở Tiền Giang này nha. Có đi với ai không cưng? Dạ anh đi với áo vàng em gái. Chào em. Dạ. Em ruột hả cưng? Dạ em gái ruột. Rồi. Dạ em thấy chị này dễ thương, hiền, hình như hơi lùn xíu. Nhưng mà dễ thương. Khi nào chị rảnh thì chị lên thành phố đi chơi. Ừ, chị cũng hay lên lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Bây giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện nhau đi. Kéo màn. Rồi. Chào anh. Ừ, chào em. Nữa hả? Cái gì nữa? Móc bóc gì nữa vậy? Hết hồn hoàn toàn rồi. Em cảm ơn anh. Sao anh lại không thích người miền Tây anh? Do quan niệm hồi xưa thôi. Ông bà để lại thì không có anh... đâu. Ông bà nào? Không có ông bà nào quan niệm gì đâu. Em phải nói là do quan niệm sai lầm của anh. Dạ. Chắc có lẽ vậy. Dạ. Tại vì ở đâu cũng có người này người kia thôi anh, chứ không phải anh đã nói là anh không đánh đồng cái đó. Anh quan niệm thế nào về tình yêu? Anh cũng không có tin tuyệt đối 100% vào nó. Anh khoảng cỡ 70-80% thôi. Tại vì anh thấy đa số mấy cặp vợ chồng á, lúc mà chưa cưới thì nó say đắm ghê lắm. Còn lúc mà mà về rồi thì đa số người ta sống vì trách nhiệm con cái này nọ là hơn. Cái này bậy à, cái này bậy đó. Sao bữa nay em có nhiều quan đa số rồi nha. Đa số cặp vợ chồng là về họ yêu thương nhiều hơn, chỉ có một vài cặp là à dạ đúng rồi anh nói đúng rồi. Ngược lại như vậy. Em rung quá, dùng cái từ hơi sai. Còn lại phút cuối đó, cố gắng đi em. Cố gắng đi, thuyết phục cô gái phút đi. Cuối rồi đó. Anh thấy là em nhìn em thì xinh rồi, anh với em thì có một số điểm gọi là
giống nhau ấy, đi về cùng một hướng đường ấy. Nên anh có thích đi phượt không? Anh đi được một lần. Em cũng thích đi phượt. Đi bạn bè hay đi riêng? Đi với bạn bè nguyên nhóm luôn anh. À thì anh cũng thích đi phượt lắm, tại chưa có điều kiện đi nhiều thôi. Tại vì anh thích đi hai đứa phải không? Không không không, đi đông nó vui vậy. Em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân hay gì không? Bây giờ vẫn còn sớm. Ví dụ như sau này mà tìm hiểu nhau rồi á, thì lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị anh. À anh bây giờ anh 27 á, thì anh định là kết hôn thì tầm khoảng cỡ 27 đến đến 30 hay là 31 gì đấy. Là khoảng từ 27 đến 31 ha anh? À vâng, đúng rồi. Em không sao hết, cũng được. Anh thấy em có vẻ hợp với anh ấy. Nói chung anh cũng có cái chí cầu tiến. Ở trên đây thì cũng chưa đánh giá được cái gì về bản thân hay con người của mọi người á. Nên anh nghĩ là sau chương trình này thì mình nên có cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Còn em? Nếu mà hợp thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta nói chuyện vui, nói chuyện cảm nhận về nhau, nói chuyện để hiểu nhau. Và bây giờ chúng ta quyết định bấm nút, là đặt trách nhiệm vào cái bấm nút của mình nha các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Nào, hãy nắm tay bạn gái đi. Đấy, một cô gái miền Tây rất là xinh xắn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng hai bạn. Nắm tay thật chặt. Đây là chiếc điện thoại, muốn nói gì cô ấy mở điện thoại lên nói nha. Đi xem phim đi hai bạn. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa. Phải coi trúng mùa rau mới được ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặp đôi thứ hai. Hả mày? Mời bạn nam. Xin chào Hùng Nghị. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Rồi em gái giới thiệu về mình trước đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Em tên là Dương Thị Tùng, 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang làm nhân sự tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Rồi mời bạn nam. Em là Lê Hồng Nguyên, năm nay 35 tuổi. Công việc hiện tại của em là trồng rau ở Lâm Đồng hả chị? Từ Lâm Đồng vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Mình trồng rau nhiều không? Dạ nhiều anh. Chuẩn bị cái thời gian tới đây thì em sẽ làm nhà kính để trồng rau sạch gì. Nhà nữa là Lạc luôn hả? Huyện Đơn Dương. À. Bây giờ nó hơi xa xa nhau tí thì mình tính hẹn hò như thế nào em? Biên Hòa thì xuống cũng gần mà chị. Gần là bao nhiêu? Dạ cũng 200 mấy. Hả? Gần vậy bao nhiêu lâu mình đi thăm bạn gái được một lần? Tối thứ bảy lên xe thì sáng chủ nhật tới thì tối chủ nhật về lại. Mình 35 tuổi rồi, trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ cũng ba mối tình nhưng mà không có mối tình nào gọi là nó êm đẹp cả. Cũng quen có thời gian rồi thôi. Dài nhất là bao lâu? 6 tháng à. Cái thời gian đó mình cũng đang làm việc, còn đang học thêm lên cao cái rồi mình không có tính tới. Bạn học lên cao là học gì? À, học bên đại học xây dựng. Đại học xây dựng. Nhưng mà sao cuối cùng đi trồng rau? Dạ thì tại vì giờ về thì phụ cho ba mẹ thôi. Nhà mình được vườn rau nhiều không? Dạ cũng được mẫu à. Một hết rau là cũng nhiều đó nha. Em trải qua mấy mối tình rồi Tùng? Dạ hơn 2 ạ. Cái cuối cùng thì chắc cách đây cũng 2-3 năm rồi ạ. Lý do tại sao lại chia tay? Sau một thời gian tìm hiểu á thì sẽ phát hiện ra là mình không còn hợp nhau nữa. Cho nên lúc kinh nghiệm lần này phải tìm hiểu cho kỹ nha. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ. Phải coi trúng mùa rau mới được ha. Khi nào mà hai người cảm thấy phù hợp, thời gian là cũng phù hợp luôn. Và khi nào anh cầu hôn nữa? Khi nào bạn trai mới có thể cầu hôn bạn gái được em? 3 tháng em chấp nhận yêu chưa? Em cũng không trả lời trước được ạ. Tại vì nó cũng tùy thuộc vào tìm hiểu chính thức. Đúng rồi. Thì lúc đó mình tùy thuộc vào đối tượng nữa ha.
Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mới nhìn thì mọi người sẽ nhìn là có vẻ hiền hoặc là yếu đuối, nhưng mà thực sự rất là mạnh mẽ và độc lập, thích cuộc sống gia đình. Điểm yếu thì do là mạnh mẽ quá nên nhiều khi người ta sẽ không thấy được rằng là em cũng yếu đuối. Bạn trai thì sao? Mình có những điểm gì đặc biệt? Bất cứ việc gì em cũng có thể làm được cả. Bạn sẽ làm gì cho mối tình sắp tới? Dạ thì nói chung là về tình cảm rồi cái thời gian, chung là những cái gì mà bạn nữ có thể yêu cầu. Yêu cầu bạn làm hết. Dạ. Em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền, tự lập. Em không có hiền anh ơi. Không có hiền, sao nghe giọng hiền lắm mà. Thế em giữ là giữ như thế nào? Không giữ nhưng mà cũng không phải thuộc đối tượng hiền. Không sao, mình em có nóng tính không? Anh hỏi ngày xưa thì có, nhưng mà bây giờ đầm rồi vâng. Đúng rồi ạ. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải là một người có tài, có đức, có bản lĩnh, yêu thương, thấu hiểu và san sẻ với nhau. Và điều tiên quyết nhất phải là làm được cho trái tim em rung động. Wow, đó là quan trọng. Nói gì nói tiêu chuẩn gì mà miễn mà không có rung rinh là thua, phải không? Cái mẫu người lý tưởng của mình có đưa ra cái mẫu người như thế nào không? Anh Nguyên có xem bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt không ạ? Chưa quen nhau đòi ly biệt rồi em. Có coi phim đó rồi nhưng mà lâu rồi. Dạ, thực ra cái tiêu đề như vậy thôi, nhưng mà trong đó có một cái cặp đôi mà em rất là thần tượng. Đấy là tình yêu của anh Hà Thư Hoàn và cô Y Bình. Qua rất là nhiều sóng gió thì cũng về với nhau. Và em cũng hy vọng một chàng trai như vậy. Sóng gió còn chi, cái đó trên phim thôi. Dạ. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Đứng ở tường. Cái đó không có em ơi. Không có tính nham hiểm. Tính nham hiểm? Dạ. Là sao em? Là cái tâm xấu. Cái tâm xấu. Cái này đúng ạ. Coi có tâm có xấu không? Em ơi, em chào chị. Mình có nghĩ mình là người có tính nham hiểm không? Em biết nham hiểm như thế nào em đâu biết. Không biết. Nham hiểm là... có nghĩa là mình có những cái suy tính mà mình làm tổn hại đến người khác. Dạ không. Hồi đó giờ mình có hại ai gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sắp tới định hại ai không? Hại nhiều không? Hại nhiều lắm luôn á. Giết tôi nói một ngày biết bao nhiêu sâu bọ luôn. Đâu trong đậu sạch sao giết sâu bọ anh. Ví dụ bây giờ mình lấy vợ mà vợ mình ở xa quá thì nếu mà rước về quê mình trồng rau thì cổ không chịu, rồi mình có muốn mình tới chỗ của cổ thì mình có cái cách nào không? Dạ, có làm sao thuyết phục? Qua lại lại đó chị. Lấy nhau rồi sao qua lại lại được? Cứ để cổ đi làm một thời gian đã, rồi khi nào muốn về thì về. Dễ mà, này dễ. Em dễ chịu. Vậy hả? Rồi có làm dâu làm đồ gì không? Dạ không chị. Không luôn. Tại vì cái dưới cái vùng em nó nóng á. Nó không có trồng được dâu. Vậy là giờ lấy vợ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Chứ sao tự nhiên làm dâu là cổ làm dâu? Ừ. Dạ được. Từ xứ em không trồng được dâu hả? Ta nói lộn thôi mà làm dữ vậy. Chừng nào mình tiến tới hôn nhân được anh? Dạ thì trong nửa năm vậy. Bây giờ là đang ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ, ở chung với mẹ. Rồi thôi không hỏi vụ làm dâu nữa, mắc công không nói lộn nữa. Xứ anh không có chồng dâu được nha cưng. Muốn chồng thì chồng cái khác. Không, em thích ăn dâu. Em đã nói không có chồng dâu được rồi, dâu hoài. Theo anh đánh giá đó, anh này là một người cũng rất là chất phác, thật thà, có làm sao nói vậy. Rất là lành tính, dễ thương. Bây giờ thí dụ em về Đà Lạt trồng rau luôn được không? Em nghĩ chắc không đủ sức khỏe để trồng rau. Nếu mà anh có thuê người không hay tự trồng ạ? Nếu sau này làm nhiều thì thuê người chứ. Dạ. Anh nghĩ trồng rau giờ nó là công nghệ hết rồi. Tưới cũng bằng máy hết. Tất cả mọi thứ nó đơn giản lắm. Dạ. Thôi, bây giờ mình sẽ hỏi xem ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái và chị ở cùng phòng ạ. Theo chị thì chị thấy anh về khoảng cách là không thấy, chị thấy xa quá so với em. Thì đó là hạnh phúc của em, là em là gặp mặt em quyết định. Em chào chị. Cái nếu mà quen được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân rồi. Cho dù là khoảng cách xa như thế nào thì cũng không biết. Nếu mà đã hợp nhau rồi thì... Do duyên số mà em gõ cửa được trái tim của em gái chị thì chị ok. Có khó không chị? Khó đó phải là do năng lực của em, do khả năng của em. Do em hết á, ha. Đi với ai không? Dạ, có đi với lại hai dì với lại anh. Dạ, em chào dì ạ. Con chào dì. Dì chào con. Dạ.
Thấy con rất là dễ thương, tính cách của con độc lập, thấy hiền nhưng không hiền, mạnh mẽ là tốt, dì rất thích con. Con cảm nếu mà dì. Cháu của dì á thì nó không có đẹp trai nhưng nó hiền lành và nó chịu khó làm ăn. Dì nghĩ con là đang làm nhân sự mà nó là một người làm vườn mà nó cũng có kiến thức, là trước nó học ở đây, nó học về xây dựng, thì hai đứa phối hợp cùng làm thì ok, dì chấp nhận. Dạ. Chào cháu. Dạ. Dì thì sống xa Nguyên cũng lâu, dì ở thành phố chứ không có phải ở Lâm Đồng, dì này thì ở Đà Lạt. Huyện Đơn Dương là bây giờ là nông thôn mới của cả nước, thì đang đầu tư phát triển nhiều. Nhà thì có nhà cửa, có ruộng, có đất để làm, tại nó hiền quá. Nếu mà có một người mà phụ nữ mạnh mẽ hỗ trợ thì có thể là phát triển hơn. Cái duyên số là do hai cháu có gặp nhau, còn tìm hiểu nhau nữa. Còn riêng với dì thì dì thấy là dì thích cháu. Dạ, cảm ơn dì ạ. Dì ha. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Từ nãy giờ chỉ là những ý kiến tham khảo thôi. Mời hai bạn. Chào em. Anh Hoàng. Chào em. Chào anh Hoàng. Anh thấy em đẹp không? Hôm nay có trang điểm nên chắc đẹp hơn mọi hôm. Không, nếu mà để tự nhiên thì nó cũng tốt hơn. À, anh có thích người phụ nữ điệu không ạ? Không, điệu vừa phải thôi. Em hơi điệu. Không biết nó có làm cho anh cảm thấy thất vọng không? Tại vì là mình điệu là điệu trong mắt của chồng, chứ đâu có điệu với ai đâu mà sợ. Dạ không, em đi làm em điệu nhất công ty ạ. À. Được, có anh nào ngắm không? Em trẻ nhất công ty thì chắc cũng có. Nhưng mà mấy người kia có gia đình hết rồi nhỉ? Dạ có hết rồi, mà cũng dạ, là thôi, dẫn sao? Chơi bình thường á. Dạ. Dạ không sao. Thì mình nếu mà mình quen nhau thì cái công việc của em thì em vẫn cứ làm, anh thì anh vẫn cứ làm công việc của anh. Tiến tới hôn nhân á thì cái công việc của em thì em vẫn cứ vậy. Ừ, cũng thấy hơi khó khăn. Khó khăn về cái gì? Khoảng cách nó khá là xa, anh có thấy khó không ạ? Nếu mà lên xe thì ngồi 11 giờ đêm thì khoảng 2 giờ mấy 3 giờ là tới nơi rồi. 2 3 giờ sáng tới nhà người ta là sao? Không có quan trọng cái chuyện đó, yêu nhau mới. Còn không đi ban ngày vậy. Mà. Vấn đề chỗ là hai người có đủ để đến với nhau. Cảm leo xúc xe đó, thôi. Nói. Anh thấy cô này có hợp với mình không? Được anh. Cảm nhận đầu tiên có thích không? Dạ thích. Trái tim mình có đập mạnh chưa? Dạ. Đang từ từ anh. Không đập mạnh được, đập mạnh chết sớm sao. Hay hát một bài nào đó tặng cô ấy đi. Hát bài Vì Đó Là Em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta với em như mấy ngàn biển sông, ta với em như vùng. Không quên lời. Dạ không sao, để hát sau cũng được. Mới đây thì em có nghe được một câu như thế này. Trong tình yêu, dù cô có thích người đấy đến như thế nào thì người chủ động nhất định phải là người đàn ông. Và nếu người đàn ông không chủ động thì cô thà bỏ lỡ còn hơn. Không biết là anh thấy có đúng với anh không? Nhưng mà theo cái đó là hồi xưa nhưng mà bây giờ nó cũng khác đi chứ. Em cũng thích người đàn ông chủ động. Được. Đừng có thụ động. Thụ động quá đôi khi mình mất cơ hội đấy. Nhá chàng trai. Dạ rồi. Hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Sẵn sàng. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn nữ lại bấm hơi chậm chút xíu? Do dự. Đúng là em có do dự. Ủa nắm tay luôn rồi hả? À nhanh nha, chủ động, được. Hãy cho mình một cơ hội. Có thể. Qua đây tôi thấy được rằng là em hãy chủ động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và quyết liệt hơn nữa. Bây giờ anh cảm nhận như thế nào với cái nắm tay này? Ấm. Ấm. Anh nói điều câu gì đó với bạn gái đi. Nói đi. Em chấp nhận là bạn gái anh. Dạ, hiện tại thì chưa.
À, nhưng mà có thể cho anh cơ hội để tìm hiểu thêm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Đây là vé của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nào. Mà nãy giờ anh nói chuyện tém gọn gọn, tôi đang nghi ngờ về giới tính của anh nhiều. Khoảng là 100 cm. Cái ngực 100 cm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình hẹn hò. Chào bạn trai. Em chào chị. Rồi, đợi Tường chút xíu, Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái của mình vào nha. Rồi, ngồi chị ghế đi ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, bây giờ mình đã vào vị trí rồi ha. Tường mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu lớn lên thật to thật rõ cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh giới thiệu, anh tên là gì, đến từ đâu? Em tên Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn Ngọc Thảnh. Em đến từ Vĩnh Long. Rồi, năm nay Thảnh bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì? Năm nay em 33 tuổi, em làm công việc mai. Mai? Bên đây mặt. Mai là mai công ty hay mai là mai gia đình? Em kinh doanh bên nhận hàng gia công về để lại cho tổ hợp mai. À, mình chuyên về trang phục gì em? Dạ, nói chung tất cả các loại mặt hàng chị. Tất cả các loại mặt hàng luôn. Dạ. Hiện tại là mình đang ở đâu? Dạ, em đang ở Vĩnh Long. Rồi, cùng quê Tường ha, Tường cũng ở Vĩnh Long. Vĩnh Long ta người miền Tây, người ta hào sảng, ta ăn to nói lớn lắm, xong thì Vĩnh Long gì không nói chuyện nhỏ xíu vậy trời ơi trời. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường. Đó, thấy người ta nói chuyện to rõ đã dễ sợ không? À, chào anh ở bên kia. Em tên Ni, năm nay 31 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại em là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 3 và bộ môn vật lý. Ồ, cấp 3 vật lý. Mình đang ở dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chị. Đầm Dơi, Cà Mau. Có lên Vĩnh Long chơi lần nào chưa? Dạ, cũng có rồi. Có rồi, xuống Cà Mau chơi lần nào chưa? Dạ, có. Ai nói Cà Mau xa lắm, phải không? Gần xịt à. Rồi, cùng miền Tây, chắc là về ăn uống ẩm thực, mọi thứ suy nghĩ cũng khá giống nhau. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Lại biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ, như biết mai. Biết mai. Dạ. Rồi, điểm yếu? Điểm yếu của em hơi bị nóng tính. Trời ơi, gì mà nóng tính đó hả? Hơi bị nóng tính với biết uống rượu. Biết uống rượu? Uống ít thôi. Ít là bao nhiêu? Dạ, ví dụ như đi công việc của mình thì mình xã giao được uống được một vài ly á chị. Đi bia với rượu á. Uống một vài bia thôi, vài ly thôi. Dạ. Trời, tôi nghi ông nói xạo quá. Thì chị, tại vì công việc của mình thì nói chung thì giờ giấc của mình thì mình biết chứ vô công ty mai thì uống nhiều đâu có được chị. Rồi, còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng vui vẻ. Và đặc biệt là em rất là cá tính với lại độc lập. Nhưng mà thường là mọi việc công việc của em thì em tự giải quyết hết. Rồi. Điện nước ở nhà em cũng tự sửa. Cái gì? Điện nước trong nhà em tự sửa? Dạ, em tự sửa tại em sống độc lập nên cũng lâu rồi nên em... Vậy gia đình ba mẹ mình ở đâu em? Dạ, cũng làm ăn ở xa chị ơi. Ở xa là ở đâu? Ở Bình Dương. Là em ở Cà Mau một mình nên em? Nhưng mà quê là ở Cà Mau. Dạ đúng rồi chị. Rồi ở một mình có anh chị em gì không? Dạ anh hai em cũng đi làm luôn. Ừ, anh hai rồi. Nên em ở dưới. Một mình nên ở dưới là giữ nhà của ba mẹ đó. Dạ. Thế còn cái điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu của em là cũng giống như anh bên kia là em cũng nóng tính. Trời. Cho nên nãy giờ em đang lo là nếu mà hai đứa mà nóng tính gặp nhau thì không biết cái nhà nó còn không. Lo cái gì, chị lo cho anh này hơn lo cho em đó. Ảnh nóng tính nhưng mà thấy anh nói năng nhỏ nhẹ không, anh chỉ biết mai giá và nấu ăn. Em nóng tính mà em còn quất luôn điện nước nữa trời ơi. Rồi bây giờ hai chồng nếu mà giờ nóng tính lên thì ai sẽ là người chiều ai? Thì bây giờ nếu mà bạn nóng tính thì em chịu thiệt chút xíu. Em chịu thiệt xíu phải không? Em nhường bạn giá. Ủa nha, có vũ phu không? Dạ, không chị. À, rồi, tình trường thì sao? Trải qua dạ, mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Do người bạn gái thì không hợp ý với vậy nên chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng chừng 2 đến 3 năm rồi. 2, 3 năm rồi. Mà mối tình đó kéo dài trong bao lâu? Dạ, khoảng 6 tháng chị. Rồi tới ba mấy tuổi quen có một mối tình 1-6 tháng ra thôi đó hả? Dạ, tại vì công việc của em nên em đi tới đi lui hoài. Chứ em cũng lo công việc làm á chị.
nên em không có thời gian để quen bạn gái á chị. Rồi lý do sao chia tay cô đó? Tại vì không hợp ý nữa chị. Hợp ý là ý gì? Cô không hợp cái ý gì của em? Thì nói chung là bạn gái đó thì ham chơi quá nên nói không nghe thì em chia tay, hai đứa chia tay. Nói bạn gái không nghe? Dạ. Bạn gái nhiêu tuổi? Lúc đó là bạn gái mới 25 rồi chị. Rồi bây giờ cô này thì cô này cô nói cô cũng không nghe đâu à. Cô này cổ độc lập lắm, cổ quyết cái gì cổ quyết luôn á. Mình phải nói sao thuyết phục cổ hợp lý thì cổ mới nghe đúng không em? Dạ. Thí dụ em đúng là em nghe. Đúng là nghe, dạ, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ gặp bạn gái mà yếu bóng vía quá rồi hiền quá rồi làm sao mà bạn gái nghe lời được? Thì cũng phải thời gian chứ gì, cho thời gian trả lời chứ. Ủa vậy rồi trong công việc rồi làm sao em quản lý nhân viên? Dạ trong công việc thì khác chị. Khác là khác sao? Ví dụ bữa nay nhân viên làm sai hoài mình tức quá rồi mình làm sao? Thì nói chung là cũng có khi cũng hơi bị lớn tiếng một chút. Rồi mình cũng xuống có lại. Lớn tiếng luôn hả? Trời ơi, bị lớn tiếng một xíu. Đâu ví dụ anh lớn tiếng cái cho tôi coi coi. Thí dụ vậy, bây giờ bữa nay các tường vô trễ nào, vô trễ hoài mình làm hư cái mẫu áo ngày mai tới ngày giao bữa nay làm hư nè. Thì... lớn tiếng tôi nghe coi. Nói chung mấy người làm hoài sai hoài thì sao được, không kịp hàng giao thì sao được. Nói vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Cố gắng lên. Trời ơi, sao mệt ghê luôn. Rồi còn cô này tình trường sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình chị ơi. Một mối tình thời sinh viên với một mối tình khi em đi làm. Mối tình mới đây là mình quen được bao lâu cưng? Dạ quen được một năm rồi sau đó chia tay. Lý do sao chia tay? Dạ lý do là tại vì công việc của ảnh không phù hợp ở dưới vùng quê đó, nên ảnh đi một cái nơi khác để cho nó phát triển hơn. À là ảnh xuống dưới Cà Mau. Dạ. Rồi ảnh mới quen em. Dạ. Rồi sau đó ảnh đi chỗ khác. Dạ. Bỏ em lại một mình. Dạ. Không lời hẹn hò. Tình yêu chưa đủ lớn. Rồi sau đó em buồn bao lâu? Dạ 2 năm nay thì em cũng không quen ai nữa. Lý do là sao không quen ai? Nhớ anh đó hả? Dạ không, em cũng hiểu như chị nói là tình cảm chưa đủ lớn nên em cũng không nhớ gì. Mà chắc tại mình chưa gặp được người phù hợp. Em muốn mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Cái người mà em muốn lấy làm chồng như thế nào? Về ngoại hình trước đi. Thì rồi, em mong người đó không cần body 6 múi. Làm gì có. Nhìn cao to, khỏe mạnh là được rồi. Khỏe? Dạ, nhìn khỏe mạnh là được rồi. Với lại cũng biết chơi thể thao được chút xíu. Có chơi thể thao không? Ít chơi. Ít chơi lắm hả? Đó giờ không có tập thể dục gì luôn hả? Nói chung cũng có nhưng mà ít lắm vậy. Tại công việc đi làm về trễ rồi thì mình ngủ về sáng đi làm tiếp thôi. Nhưng mình nghĩ mình có khỏe không? Dạ khỏe chị. Khỏe hả? Dạ. Rồi. Dạ. Còn về tính cách thì em hy vọng là người đó có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ. Và đặc biệt là chung thủy vậy là được. Cái đó được em. Được hả? Cái đó được đó em. Tự tin luôn hả? Rồi. Điều gì mà em không thích nhất ở người bạn trai? Là hút thuốc chị ơi. Tại có. Em không chịu được mùi thuốc lá. Dạ em vậy là có uống chút rượu bia thôi nhưng mà thuốc lá thì không. Dạ. Hên quá. Được rồi ha. Rồi vậy còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Thì nói chung ngoại hình dễ nhìn là được. Cụ thể mắt mũi miệng cao thấp ăn bận hay gì đó, cái gu của em sao? Nói chung cao á thì chừng 1m60 đến 1m65 là được. 1m60 được. Em cao mắt mấy? Dạ em có 1m59 này. Thôi được rồi, có 1m60 rồi đó. Rồi trả giá bớt phân nó thách đi. Rồi. À. Dáng người này cũng thon thả là được. Thon thả, có thon thả luôn, có gì nữa không? Tóc dài. Tóc dài, có tóc dài luôn, gì nữa? Nói chung biết hiểu nhau là được. Biết hiểu nhau chia là sẻ, được. Quan tâm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? À, cọc cằn. Cọc cằn. Dạ. Cô này thì cũng không cọc cằn, nãy giờ nói chuyện này cũng không có cọc cằn nhưng mà cũng hơi nóng tính thôi. Dạ. Chút xíu nữa các bạn sẽ mình xem cái thử rồi mình trao đổi mấy cái vụ nóng tính coi nóng tới cỡ nào như thế nào ha. Trời ơi, ông đưa tấm hình của 50-50 vậy thôi đó hả? Tại vì dễ đơn giản quá vậy, có hình không em? Tại vì em đi làm về, chở bạn đi làm về chung á, rồi em đưa về nhà. Rồi, hãy lựa chọn xem, hãy tìm xem ai trong hai anh đó em thích anh nào, chị gả anh ấy. Còn em, bốn cô nàng này chọn cô nàng nào? Chọn ra cho em dễ quá mà có hai sự lựa chọn hả? Dạ, chắc anh này quá. Rồi, sao không chọn anh kia? Anh kia thấy lớn tuổi quá. Còn vậy hả? Vậy là anh chắc này trẻ, không phải. Trẻ hơn hả? Rồi giữ nguyên đi, lát chị gả cho. Người này. Người nào? Tại sao chọn người đó? Em cười tươi. À cười tươi quá chọn hả? Dạ. Rồi giữ đi, lát nữa tôi kiếm cô đó gả cho. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra để xem coi là hai bạn ấy cảm nhận về cái buổi gặp đầu tiên của chúng ta như thế nào nhé. Xin mời. Anh có hoa để tặng em.
cũng có món quà nhỏ tặng. Anh cảm ơn em. Quà là một chuyện, nhưng đoán sai vẫn bị phạt như thường. Cổ là ai chỉ lại coi? Dạ người này người mắc kiếp. Ờ thấy không, chọn sai rồi, giờ sai bị phạt gì đây? Em muốn phạt ảnh gì đây? À, em thích thể thao với lại ca hát thì thôi, phạt anh hát bài đi. Thôi hát bình thường lắm, thể thao anh này anh không có chơi thể thao. Mà nãy giờ anh nói chuyện tém 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 gọn gọn, tôi đang nghi ngờ về giới tính của anh, sức khỏe của anh. Bác sức khỏe. Em biết rồi. Em biết phải không? Biết tự động làm, đừng để chị nói mất công chị bị mang tiếng ác. Đây qua đó, trời ơi, sân chơi đó là của em. Không thể thao ngồi may riết là bụng bự, phải hít đất một ngày 10 cái. Áo vest cũng hít luôn. 3 4 đếm cho ảnh đi em. 5 6 7 tôi đếm mất công tôi bị chửi. 9 10 được rồi chị ơi. Thương quá, mới có 10 được rồi chị ơi. Đói bụng ăn ngon lắm luôn á. Đất đó bụng ăn ngon lắm nha. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thì hai bạn có cảm xúc gì với nhau? Mời em gái nói trước cho anh thở đi. Dạ, em thấy anh là người chững chạc. Chững chạc. Có vẻ hiền. Thấy men không em? Dạ men. Đùa thôi, chọc em cho vui chứ men. Tôi nhìn tôi biết men mà. Rồi còn em, lần đầu tiên thấy cô gái này em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ, xinh. Xinh, đẹp. Đó là cái sự đầu tiên, cái khởi điểm thấy là coi như là vui phải không? Dạ. Rồi bây giờ Cát Tường sẽ cho các bạn vui hơn nữa bởi vì hết đất rồi, đói bụng rồi. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sâm. Xin mời. Bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức. À, thấy Cát Tường giới thiệu không? Nhà hàng Bao Điểm Sâm, món ăn trang trí rất là đẹp mắt mà ngon miệng nữa. Hai bạn hãy thưởng thức đi. Đây là món tôm trái thơm, cơm gà và bánh tuyết lạnh. Nha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Chị Tường cũng đi ăn đây. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai bạn ngon miệng. Ủa, em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ. Em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ, huyện Đầm Dơi. Dạ. Còn anh, huyện nào của Vĩnh Long? Anh ở huyện Trà Ôn. Trà Ôn. Trước em cũng có qua Vĩnh Long chơi nhưng mà huyện Chợ Lách á. À, ở đó nhiều trái cây lắm. Chợ Lách là mấy bên Cần Thơ. Cần Thơ xe quá. Cần Thơ từ anh ra đó là khoảng 30 phút. Gia đình anh mấy anh chị em? Gia đình anh được hai người, anh là con đầu. À, còn em? Nhà em cũng hai anh em, anh trai với em. Ba mẹ em nay nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 60. Cũng bằng ba mẹ anh. Anh làm đó rồi có đi chơi hay đi du lịch nhiều không? Thì nói chung là cái nghề của anh thì đi đây đó nhiều, đi tới công ty chỗ này chỗ kia nhiều. Thì đi về đâu mệt quá thì chỉ biết ngủ thôi, cũng ít có đi chơi. Ở quê em ở đó là người ta làm nghề gì nhiều nhất? Dạ với đó nuôi tôm không ạ? À? Wow, đồ ăn ngon không tụi em? Được. Món này lạ quá, thì Tường cũng chưa ăn cái món cơm cái thơm này luôn á nha. Dạ. Rồi, thế nãy giờ mình hỏi gì về hôn nhân, tình yêu, gia đình, mình có bàn với nhau mấy chuyện đó chưa? Ví dụ như mình quen nhau, mình hiểu nhau rồi, khoảng bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân được em? Tuổi em thì nên kết hôn từ sớm rồi, cho nên là tùy cái sự hiểu nhau để mình quyết định chuyện đó. Coi như là tùy anh. Nếu mà anh cảm thấy là anh quan tâm chăm sóc đầy đủ mà cổ thấy tin tưởng rồi cổ, anh phải cầu hôn người ta mới kết hôn chứ. Dạ. Nhiều người hỏi gì Tường sao chưa chịu lấy chồng thì tôi không biết trả lời sao, có ai rồi cưới đâu mà lấy, đúng không? Đàn ông mình phải chủ động chứ, mình phải cầu hôn người ta mới ok được. Cho nên là ăn thua là ở bạn đó. Nếu mình cảm thấy ok hợp lý rồi mình phải xúc tiến cho nó nhanh lên ha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy bóc một lá bài và đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Bạn nam hãy lấy lại toàn bộ số đo của bạn nữ để may tặng một bộ đồ mà bạn nữ yêu cầu. Ngay nghề luôn á chị. Ngay nghề luôn á. Chết rồi, có đem thước đo theo không? Dạ, sáng đi gấp quá. Ngày xưa người ta đo bằng tay luôn đó, bước qua. Đo bằng tay luôn để may cho bạn ấy một bộ đồ. Chết. Qua đi em, biết may áo dài không? Dạ, biết. Biết luôn hả? Đó, cổ đang mặc áo dài luôn đó. Lấy số đo của cổ, may tặng cho cổ một bộ áo dài. Lấy tay đo một gan, hai tấc, ba tấc gì đó. Gì đó hồi xưa người ta đâu có thước đo. Đứng lên. Như nếu bây giờ đo cái áo bà ba hoặc cái áo dài đó thì đo như những cái nào? Dài, cổ gì đó, áo, xẻ, mông, đùi gì em đọc lên cho chị nghe coi.
theo thứ tự đo cái áo dài coi. Nói chung là dài chứ. Dài lưng, nhiêu? Lưng trước. Đâu? Dài lưng. Mấy tấc? Lưng. Lưng chân chuyên nghiệp mà. 20 phân. 20 phân. Rồi. Cái gì? Cho anh đo cái tay nè. Đo tay hay xè xè hai tay ra cho anh vậy nè. Bây giờ em muốn tay ngắn hay tay dài? Tay lẫn giống vậy á. Tay lẫn giống vậy đó. Cho anh cầm tay, nắm tay em. Đo khách xong đo ăn mai rồi y chang nha. Gì vậy bà? Dạ. 55 cm. 55 cm. Rồi tới gì nữa? Eo. Eo thì đo eo chứ nhìn tôi chi trời, lẽ họ đo eo tôi. Cho anh đo cái vòng tay đi. Em giơ hai cái tay ra cho người ta đo cho. Ôi, có đi mai áo dài chưa? Anh cũng hơn em nữa. Anh cũng hơn em, đo đi. Tôi ghi sĩ số là tôi mai không ra được cái áo dài đó là biết tôi. Nhiêu? Dạ 80 cm. 80 cm. Có tự như vậy. Em đúng rồi. Rồi tiếp được. Ủa mà áo dài đo áo dài không có đo kích ngực hả quý vị? Rồi sao mai đồ? Rồi giơ tay ra cho người ta đo đi, người ta đoán. Người ta không đo được, người ta cũng phải đoán được. Đoán. Rồi có tay không rung kìa. Nhiêu? Khoảng là 100 cm. Cái ngực 100 cm. Em đúng rồi chứ. Ủa mà anh đi mai đồ hồi xưa giờ cái tướng này là có tướng dày. Nhưng mà cái tướng này mà một cái ngực 100 cm hả? Rồi sao mai đồ? Đoán. Rồi có tay không rung kìa. Ngắm chừng. Em ngắm chừng thôi. Không có ngắm chừng được anh là cái dân đo mai đồ mà cái kích ngực nào mà tới 100. Là em sẽ đo lại. Nếu mà vậy nhưng mà em phải đoán được chứ. Em đoán với cái cơ thể này, cái body này là cái kích ngực này bao nhiêu? Dạ khoảng nói chung là 90 đi. 90 sao nói 100? Tại mãi. Bộ mê bà nào mập hả? Đâu có. Nói chung là em đo sau lưng thôi, em đâu có. Trời ơi, rồi ra trước đi đứng nhìn nè, qua ra trước đứng nhìn nè. Đó. Em dòm cái tướng vậy mà em nghĩ sao em đo vòng 1 của em mà em đo tới 100. Thấy mình sai chưa? Dạ. Chắc tôi phạt nữa quá. Rồi vô chỗ ngồi đi được rồi. Rồi. Đọc lớn lên đi em. Yêu cầu bạn nữ kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với em. Mời em chân thành chân thật nha. À, em hiện tại em nhớ được có 2 bí mật của em. Trời, có 2 bí mật hả? Rồi bí mật gì? Dạ bí mật thứ nhất là nhỏ em từng giấu tiền mẹ để đi ăn bánh. Giấu tiền có nghĩa gọi là ăn cắp á. Tôi cũng vậy, hồi xưa tôi hay cắp tiền mẹ tôi ăn bánh lắm, đi học. Mẹ kêu lấy tiền đi chợ giấu. Gọi là nhím, mình dùng từ ăn cắp thì nặng quá em ha. Mình nhím bớt, không sao hết. Nhưng mà lần đó em có sao chị, mẹ em phát hiện. Hồ có bị gì không? Dạ bị đòn. Bị đòn hả? Dạ. Rồi, bí mật thứ hai. Bí mật nữa là cũng hồi nhỏ là em mê nấu nướng, cho nên là em bày em nấu rồi. Thì em làm bể chén của nhà cô em á. Cái em dặn đứa em con của cô em, mẹ vô đừng nói nha. Thật mẹ nó vừa bơi xuồng vô tới nó chạy ra, mẹ chứ ba là bể cái chén. Có bị gì không? Dạ không sao, bị la thôi chứ không sao. Rồi bây giờ từ lúc đó hồi nhỏ không mà còn nguyên đoạn lớn này không có cái gì bí mật hết trơn hả? Từ lúc va chạm cuộc sống đi làm yêu đương không có cái gì bí mật hết hả? Dạ không vậy, em không có gì bí mật á. Người rất sau là... em lớn lên em trái ngược hoàn toàn với lúc nhỏ. Lúc nhỏ em thấy em không có trung thực á. Mà càng lớn thì em càng trung thực cho nên em không có gì bí mật hết trơn. Đó cũng một cái hay, trải qua nhiều cái thời gian ha, mình sống nhiều hơn, mình rút ra nhiều được cái bài học kinh nghiệm bản thân, bây giờ tốt rồi, lúc nào cũng chân thật. Ok rồi, hồi nãy giờ chị Tường cũng cho các bạn nhiều cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn ha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn nhau 30 giây, hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thực sự của mình, bây giờ mình muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ giống như lúc đầu em có nói là thấy anh hiền, thấy chững chạc nhưng mà hiền. Chắc là sống chắc cũng tình cảm. Nói chung là anh sống tình cảm. Còn nếu mà mình hợp nhau là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi mà nãy giờ thấy toàn hỏi người ta em nghĩ anh như thế nào mà chưa nghe anh nghĩ về người ta. Anh cảm xúc anh gần đầu tiên gặp em anh thấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là con gái rất là dung hòa. Dung hòa. Dạ. Hiền. Rồi nói chung gặp em là cảm thấy trái tim hơi bị rung phải không? Dạ. Đo mà tay anh rung vậy nè.
Nãy giờ anh nói nhỏ quá mà anh gung gãy quá. Bây giờ cho anh cơ hội nữa, hát tỏ tình cổ được không? Biết hát không? Hát ít được chị. Rồi vài câu đi. Nói chung là em hát đoạn bản khúc Dương Cầm cho em. Rồi, vỗ tay trả lên tinh thần cho anh hát lớn xíu em. Đêm đến vội vàng, mình đã lang thang với đêm, cùng vì sao với ánh trăng tàn. Đêm quá lạnh lùng, ở nơi kia em với đêm, chắc em đang hụt ấm em. Từng mùa đông trôi qua vùng tên, mùa xuân đến trong âm thầm, như tình yêu anh trao về em. Mái không tàn phai, ngồi giữa đêm khuya lăng câm, lắng nghe tiếng Dương Cầm. Trái tim anh vẫn nên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu. Hay quá. Tôi không đánh giá cao về giọng hát, hát như nói anh gung quá chị ơi, nhưng mà cảm xúc đúng không? Trái tim anh với em là được rồi, bấm nút, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là thời phút quan trọng nha. Nói chuyện thì nói, hát thì hát, cười cười vui thôi. Nhưng đây là cái lúc mà rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta. Đồng ý bấm nút hẹn hò, có nghĩa là tiến tới, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu mình cảm thấy đối phương là mình không rung động thì mình không bấm. Mình thật sự rung động, mình quý, mình muốn tìm hiểu, mình mới bấm nút. Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chịu hẹn hò thì bấm nút mạnh. Không đồng ý hẹn hò lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại, mời hai bạn. 1. Hai. Ba. Rồi bà nhấn lẹ dữ vậy, mới có hai hà. Nhấn không muốn lọt cái bàn, nhấn của người ta luôn. Dễ cưng quá, cặp này chắc cưới sớm nè. Rồi mời hai bạn qua đây. Rồi tôi phỏng vấn câu ngắn nè, sao bấm lẹ vậy, mới đếm hai bấm rồi. Dạ, tại em thấy ảnh hiền, có sự tin tưởng được. À, quyết định nhanh gọn lẹ ha. Đây là một cô gái rất là quyết đoán. Em là may mắn lắm gặp được cổ. Hai người sẽ bù trừ cho nhau. Tự tin lên nha anh nha. Dạ. Đừng rung nữa. Rồi à, hôn nhau cái đi cho hết rung nè. Đừng. Rồi. Trời bá nhăn kìa. Trời ơi, hôn sướng vậy mà nhăn cứ sợ luôn vậy đó. Đây à, thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có những buổi coi phim rất là lãng mạn với nhau. Và đây là một phần quà của chương trình dành cho bạn để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, và thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay là hết rồi ạ. Tường cũng vừa kịp làm tròn cái trách nhiệm mai mối của mình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đầu tiên cho Cát Tường được giao lưu với bạn nữ đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào ba bạn và chào khán giả đang xem chương trình ạ. Bạn trai ở ô cửa màu đỏ, lên tiếng đi em trai ơi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả đang xem chương trình ạ. Rồi, đường truyền của em ổn định rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu xanh. Dạ, em chào tất cả mọi người ạ. Và một bạn cuối cùng, bạn nam ngồi ở ô cửa màu xanh. Dạ, em xin Cát Tường ạ. Ba bạn còn lại và quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. À, thưa quý vị khán giả, chỉ có Cát Tường hiện tại mới thấy được bốn bạn thôi ha, chứ còn thật ra bốn bạn này là chưa có thấy nhau. Kệ cho nó từ từ, đoán tò mò vậy nó mới vui quý vị ơi. À, bạn gái ở ô cửa màu đỏ, em giới thiệu một chút về em đi, em tên là gì? Em xin chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường. Em tên là Thái Thị Bảo Yến, em 27 tuổi, hiện em đang sống ở Tây Ninh và sống cùng mẹ và cậu. À, hiện tại thì mình đang làm công việc gì á Yến? Hiện tại là em đang buôn bán mỹ phẩm ạ. Rồi, thế thì bạn nam ở ô cửa màu đỏ, em tên là gì?
Dạ, em chào chị Cát Tường, em tên là Lê Duy Tuyển. Em hiện tại cũng đang sống ở Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là tên luôn. Nhân viên cây xăng của công ty Petrolin. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 30 tuổi ạ. Chà, trước tiên không biết trùng khớp cái gì mà hai người cùng ở Tây Ninh với nhau. Thì cái chuyện mà hẹn hò cũng tương đối dễ. Đâu bây giờ Tuyển với Yến giao lưu cho chị thử coi mình là Tây Ninh mà có gần nhau hay không? Dạ, anh ở huyện Tân Châu á em? Em ở huyện nào thế? Em ở thành phố Tây Ninh nè. Vậy cũng gần mà, trời ơi, chạy nhau quá à. Rủ nhau đi uống cà phê, đồ hẹn hò cũng dễ ha. Trước tiên là mình có thêm một người bạn rồi nè. Bây giờ mình mới từ từ mình tìm hiểu thêm về cái tình yêu. Rồi, bây giờ thì mình qua đến hai bạn ngồi ở ô cửa màu xanh nha. Em gái ơi, mình tên là gì? Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Trà Giang. Em 25 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, cưng năng làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là huấn luyện viên yoga. Rồi, chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu xanh, cho chị Tường vài thông tin về mình đi nè. Em chào chị MC Cát Tường ạ. Em tên Đỗ Thanh Tùng, em đến từ Khánh Hòa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tùng là mình đang làm công việc gì á Tùng? Dạ, em đang dạy cho kho học cơ bản, bộ môn tin học ạ. Giảng viên dạy ở đâu? Đại học Văn Lang chị. Tùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 31 tuổi chị. Chà, vậy là hôm nay mình thấy tương đối là các bạn cũng đều là các bạn cái tuổi, lứa tuổi cũng sắp xỉ tương đối với nhau ha. Khi mình đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc, cơ hội của mình được nhân đôi. Nhân đôi là sao? Có nghĩa là ngồi ở ô cửa màu xanh hay ô cửa màu đỏ, đó chẳng qua là biên tập nè, chị Cát Tường nè, là tạm ghép thôi, nghĩa là dự ghép thôi, là theo cái chủ quan của cái người ghép. Còn các bạn là hôm nay một người mình có tới hai cơ hội. Mình ngồi ô màu xanh mình cũng có quyền thích anh màu đỏ, mình ngồi ở ô màu đỏ mình cũng có thích cô màu xanh, chứ không phải là tôi ghép đâu là các bạn ưng đó nha, tùy nha. Cho nên bây giờ hãy tập trung tỉnh táo và xem clip giới thiệu về các bạn nha. Nếu được hỏi vùng miền nào ở Việt Nam có nhiều con gái đẹp nhất, miền Tây sẽ là một trong những đáp án. Em xin tự giới thiệu, em là con gái miền Tây, vùng hoa sen Đồng Tháp, rất vui được làm quen với mọi người. Em tên là Trà Giang, 25 tuổi. Từ bé em ít sống với bố mẹ nên dần dần bản tính trở nên nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông và mặc cảm về diện mạo bên ngoài. Chính vì thế em đã cố gắng thay đổi bản thân. Chính yoga đã làm em thay đổi. Liệu đó có phải là lý do duy nhất hay còn lý do nào khác? Em sẽ kể cho mọi người biết sau nhé. Chào mọi người, tôi là Lê Duy Tuyển, 30 tuổi, chiều cao 1m74. Tôi sống cùng ba mẹ tại Tây Ninh. Trước đây tôi từng đi bộ đội và hiện tại tôi đang là nhân viên trạm xăng. Thời gian làm thì từ 5 rưỡi sáng cho đến 6 giờ rưỡi tối. Mình làm việc và sinh sống và ngủ luôn ở cây xăng luôn. Ăn uống thì do anh chị quản lý nấu nướng. Với tính cách hiền lành, thật thà, vui vẻ và cũng nhờ môi trường quân đội nên tôi rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không vì thế mà dễ dàng trong tình cảm yêu đương đâu nhé. Thà chọn đúng người chứ không vì ế mà chọn đại. Xin chào mọi người, mình đang ở trong một cái ngôi nhà của dì của em, cho mấy đứa cháu ở, còn ba mẹ em thì ở ngồi Khánh Hòa. Đây là cái khoảng không gian làm việc của mình. Thì do mình thường xuyên dạy online nên cái nhu cầu thiết bị của mình cũng tương đối là đầy đủ. Và đây là cái phòng ngủ của mình. Ở đây là cái tủ sách của mình. Thì mình rất thích đọc những cái quyển sách. Thứ nhất là liên quan vào pháp luật, và thứ hai đó là tư duy lãnh đạo. Cái cuốn sách này nó đem lại cho mình cái góc nhìn rất là hay, rất là ấn tượng về cái tài lãnh đạo của các nhà doanh nhân trên thế giới, để mình có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và phát triển. Các bạn nữ nào mong muốn có thể là kết đôi với mình thì mình cũng sẽ có thể là trang trải cho các bạn một cuộc sống tốt hơn, có nhà, có cửa, có xe hơi. Tây Ninh, nơi em sinh ra và lớn lên với nhiều kỷ niệm. Gia đình em buôn bán bánh đa, thuộc diện lao động nghèo. Ba mất sớm, bỏ lại mẹ và hai chị em khi tuổi còn rất nhỏ. Kinh tế khó khăn, công tiền đóng học phí nên buộc phải nghỉ học. Mỗi khi phụ mẹ đi rửa chén thuê, thấy các bạn cùng trang lứa mặc áo dài, em rất thích. Nhưng cũng nhờ vay tiền học phí từ ủy ban xã nên bây giờ em cũng đã tốt nghiệp hệ cao đẳng và đang tiếp tục hệ đại học. Song song đó, em cũng có tham gia công tác đoàn tại xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Và đây là thành tích của em: giải ba đơn ca thành phố Tây Ninh và nhiều bằng khen thành tích hoạt động nhiều năm liền. Em tên là Bảo Yến, 27 tuổi. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây
bốn cái clip, clip nào cũng ấn tượng hết quý vị khán giả ơi. Quý vị xem tới đó thì quý vị ấn tượng với có ghép được cái cặp đôi nào với nhau chưa, quý vị cũng thử dự đoán đi nha. Bây giờ chị Tường sẽ hỏi Yến là đang ngồi ở ô cửa màu đỏ nha, hai người bạn trai trong chương trình ngày hôm nay, thì em có ấn tượng và có suy nghĩ như thế nào? Em thấy thì hai hoàn cảnh sắp khác nhau giữa thành thị và nông thôn. Với em thì em thấy là mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn ngon và ca hát. Nãy chị có thấy rồi, thấy em có đoạt giải ba đồ tiếng hát đồ ở dưới Tây Ninh của mình nha. Em có thể điểm sơ bộ một chút xíu là năm 15 tuổi đến nay thì cái cuộc sống của em nó đã diễn ra như thế nào? Học xong thì em cùng mẹ đi làm, xong rồi em mới được điều kiện đi học lại. Rồi vô sinh viên em cũng vẫn đi làm thêm buổi tối, cuộc sống hơi cực. Rồi hiện tại thì em đang sống với mẹ, là mẹ như thế nào? Dạ, hiện tại thì em đang sống với mẹ và cậu. Còn cậu thì thuộc dạng bị tâm thần. Là tâm thần là sao? Mới bị sao là hay là bị từ xưa đến giờ? Bị từ lúc hồi nhỏ rồi, tại do chiến tranh, ảnh hưởng tới chiến tranh. Như vậy thì hiện tại mẹ còn đi làm được không Yến? Dạ, mẹ em vẫn có đi làm. Tại nhà nó mình là con một, bỏ bánh đa. À, vậy còn chị thì làm cái gì? Có phụ gia đình hay là ở xã lấy chồng rồi hay là còn ở nhà? Dạ, chị em thì có gia đình rồi mà ở bên chồng. Chị thì cũng là công nhân lao động thôi. Hồi nãy chị nghe nói là em có hoạt động đoàn ở trên phường, rồi bây giờ là mình có bán hàng online nữa hả Cưng? Dạ, hồi trước thì em còn làm ở xã, em làm bên đoàn thanh niên. Nhưng mà do là tình hình kinh tế với lại là gia đình thấy cũng đi nhiều quá nên gia đình cũng kêu nghỉ. Chị cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình mình cũng hơi khó khăn một chút ha. Nhưng mà không sao cả, em rất là trẻ nè, chị thấy em rất là năng động, rất là giỏi luôn. Thì chắc chắn là cuộc sống của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Rồi bây giờ chị chào Tuyển nha. Với Tuyển thì Tuyển thấy là bản thân mình là có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Điểm mạnh của em thì em không rõ nữa, mà điểm yếu của em thì chắc là do anh nói là kém, nhát gái. Nay có chị Tường ủng hộ, ráng nói lên chứ bây giờ im ru là không ai hiểu mình gì đâu mà người ta làm quen với mình. Mạnh mẽ lên. Rồi cái hoàn cảnh của gia đình em như thế nào, em chia sẻ một chút coi. Mình đang sống với ai, nhà có đông anh chị em không? Nhà nằm đông, mà gia đình em thì có ba mẹ, em và em trai. Rồi. Em đang sống cùng ba mẹ. Hồi nãy chị nghe là em ngủ luôn ở cây xăng mà, nhà mình có gần cây xăng không? Dạ, nhà em cách cây xăng chỉ 3 cây rồi. Có 3 cây rồi. Giờ này dịch quá, ít về chị. Là do dịch nên mình mới ở ngủ lại cây xăng luôn, ăn uống nó luôn. Chứ bình thường thì mình sống ở nhà đúng không? Bình thường thì ngày em chạy về 2-3 lần. À, hiểu rồi. Mình nhìn quay với cặp đôi màu xanh nè, để em đôi hai bạn này nôn nóng lắm rồi nè. Phong ơi, nhà mình là ở Nha Trang, còn bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh là đang sống nhà của cô đúng không? Dạ, dạ, của dì ạ, à? Dì mua ạ. À, dì họ mua cho mấy cháu ở. Rồi bây giờ chị hỏi thiệt là sau này mình định hướng đó, nếu mà mình lập gia đình lấy vợ đó, là mình sẽ sinh sống ở đâu nè? Em định hướng là sau khi lập gia đình lấy vợ thì em ở thành phố ạ. Rồi mình có cái kế hoạch gì? Đang cố gắng. Mình đã quyết. Hiện giờ đang cố gắng phấn đấu để mua nhà cho thành phố Hồ Chí Minh nè chị. Chị cắt kế hoạch là mấy năm? Chắc khoảng 3 năm. Thế thì nhà mình ở quê đó là hoàn cảnh gia đình mình sao? Rồi bây giờ em đi làm là em tích góp dành dụm cho bản thân mình để sau này mình trụ lại ở thành phố, hay là giờ mình có phải gánh nặng rồi nuôi cha nuôi mẹ hay nuôi anh nuôi em gì ăn học gì nữa không? Ở trong gia đình em thì chỉ có em ăn học đến nơi đến chốn thôi. Và cái công việc của em nó tương đối ổn định và thu nhập thì cũng dạng khá. Thì hồi xưa thì ba mẹ nuôi mình, thì bây giờ ba mẹ lớn rồi không có kiếm đồng ra đồng vô thì bản thân em vẫn chu cấp, dù mẹ em vẫn còn là mẹ em làm công nhân. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy mình báo hiếu lúc nào thì mình cứ báo hiếu chị ạ. Cho tôi hỏi sơ sơ, cái dịch có bị ảnh hưởng công việc không? Nói chung đại dịch Covid này thì ai cũng ảnh hưởng giống nhau ấy chị. Nhưng mà quan trọng là nhiều ít thì bên cái ngành của em thì cũng có ảnh hưởng, nhưng nó cũng ít thôi chị, chứ nó không có nhiều. Tại vì giáo dục em có thể dạy online được chị. Giờ có thể tiết lộ nhẹ cho chị Tường không, là ví dụ như cái lương của mình trung bình là khoảng tầm được bao nhiêu không? Để vừa mua nhà, tôi nghe mua nhà to lắm, mua nhà chỗ tôi chị Tường ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm mới mua được cái nhà đó. Tùy theo túi tiền là chị, to thì mình mua to, nhỏ thì mình mua nhỏ thôi chị, chứ không có còn phải vài cầu toàn vậy. Còn cái việc mà mức lương thì hiện giờ thì cũng trên 20 triệu một tháng chị. Trời, vậy là quá cao luôn á trời ơi. Mùa dịch này mà ông ở nhà mà ông làm được lương mà 20 triệu một tháng là ông đỉnh của thiên hạ luôn rồi đó. Ủa rồi mình nhà đông anh chị em không? Hiện tại thì nhà em thì có 4 anh chị em, nhưng mà hai anh đầu thì có vợ, có gia đình, có nhà riêng. Còn em gái thì lấy chồng ở Nha Trang chị, có mình em ở thành phố rồi chị.
Điểm mạnh thấy cũng nhiều rồi đó, bây giờ bản thân mình thì mình có cái khuyết điểm hay có cái tật xấu gì không nè? Thì tính tình của em nó thẳng thắn lắm chị, có sao em nói vậy à, bộc trực lắm chị. Bạn gái rồi lúc trước em cũng có quen, nhưng mà do em công việc em nhiều quá, tại vì lúc đầu tiên á thì em lo dạy không à, em chỉ lo sự nghiệp em là chính, còn cái chuyện trai gái em có để ý. Khi mình quảnh lại thì mình cũng đã hơn 30 rồi chị, nên cũng thấy giật mình, nên cũng mạnh dạn đăng ký thử cái chương trình, biết đâu thì có cơ duyên gấp đôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cô gái cuối cùng của ngày hôm nay nè. Cô gái ngồi ở ô cửa màu xanh nè, Trà Giang. Điểm mạnh của em á, thì cũng giống như bạn Nam lúc nãy là cũng khá là thẳng thắn, thật thà, và có cái gì rõ ràng. Em lúc nào em cũng muốn rõ ràng trong mọi việc hết. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà nấu cũng không, bình thường thôi, cũng không có ngon lắm. Em khá là độc lập, với lại biết tự chăm sóc bản thân mình. Trước đây thì em cũng không có ở gần ba mẹ, nên là thời gian đó thì em cũng tự lập một mình em. Ủa tại sao không sống cùng ba mẹ? Lúc mà học cấp 2 và cấp 3 thì em ở nhà cô. Khi mà lên đại học thì khoảng 7-8 năm thì em ở đây ạ. Sao tại sao ở với cô mà không ở với ba mẹ? Dạ tại vì gia đình em thì ba mẹ cũng hay gây gỗ với nhau á. Ba em cũng thường xuyên nhậu nhẹt á. Mẹ em sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em, nên là cho em ở nhà cô em suốt tầm 10 năm. 10 năm như vậy luôn? Nhưng mà ba mẹ là vẫn sống chung với nhau? Dạ vẫn sống. Cuối tuần thì em về chơi, còn trong tuần thì em ở nhà cô. Trời ơi, ai cũng có hoàn cảnh hết trơn nha. Em ở một mình cũng quen rồi, em thấy khá là thoải mái, nên là khi về nhà thì em cũng không còn thấy thoải mái nữa. Thế bao lâu mới về quê một lần? Lúc trước còn đi học thì tầm vài tháng thì em về một lần, còn bây giờ đi làm thì khi nào có thời gian rảnh mới về. Thế thì bây giờ là mình có một số những cái thông tin về các bạn. Bây giờ Tường muốn là sâu hơn một chút xíu, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình yêu ha. Hôm nay chủ đề chính của mình là tình yêu mà, để mình kết nối về cái lương duyên đúng không? Quay trở lại với Yến nè. Mình kể một chút xíu về tình trường của mình ha. Em có bao nhiêu mối tình rồi, và cái mối tình nào mà em đã trải qua mà gây cho em nhiều cái ấn tượng nhất? Thì em đã trải qua ba mối tình, mà cái mối tình mà khiến em khắc cốt ghi tâm và đau lòng nhất là mối tình thứ ba. Chia tay là do đối phương và áp lực và do gia đình ngăn cấm. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Dạ cũng được nửa năm. Ai là người chủ động nói chia tay? Anh ấy nói chia tay ạ. Anh ấy nói chia tay, mà em có tìm hiểu nguyên nhân chính cái mâu thuẫn của hai người là cái gì không? Chắc là do gia đình xem trọng môn đăng môn đối. Lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em buồn nhiều không? Khóc nhiều lắm. 3 tháng đầu là giống như là người sắp chết. Cái này chị nghĩ rằng là có phải là em bị tủi thân, mình chạm vô cái lòng tự trọng của mình đúng không? Dạ thì nói chung là thì mình cũng nghĩ tới gia đình, như lại nghĩ mình phải yêu thương bản thân mình nhiều và yêu thương gia đình mình nhiều hơn, tại vì gia đình mình không bao giờ rời xa và bỏ mình. Thật ra đối với chị thấy rằng là nếu mà sinh ra và đã sung sướng sẵn thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi mà mình sinh ra, dù cái gì cuộc sống của mình nó có khó khăn, hoàn cảnh mình nó có khó khăn, nhưng mà mình đã vượt lên được cái những cái khó khăn đó mà mình vẫn phát triển tốt, thì cái đó là mình phải đáng quý, đáng trân trọng. Rồi em sẽ tìm được một cái người đàn ông mà họ hiểu được cái giá trị của em. Cho nên là không có buồn vì những cái chuyện đã qua nữa. Bỏ nha, không mai mốt nhắc tới là không có khóc gì nữa, coi như nó qua cuộc đời mình rồi, đi qua luôn. Thế bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người là bạn trai là người như thế nào nè? Nghề nghiệp ổn định và không gia trưởng, biết nghĩ, biết hiểu cho em. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích con trai hút thuốc. Tuyển, em có hút thuốc không? Dạ em có chị ơi. Trời ơi, đi bộ đội mà còn hút thuốc nữa, bỏ đi. Bây giờ qua với Tuyển nè. Tuyển thì tình trường của mình như thế nào? Tuyển, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ đó là em chưa có mối tình chính thức nào chị ơi. Wow, 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết nha. Vậy là còn zin 100% như tờ giấy trắng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Hèn chi ông nhát thấy sợ luôn. Rồi bây giờ ông không có tình cường, không có kinh nghiệm gì hết trơn. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái rồi sao nè? Ví dụ ngày hôm nay là chị giới thiệu được cho mình người bạn gái, thì bây giờ theo em thì giờ ở Tây Ninh nè, mình hẹn hò là mình sẽ đưa bạn gái đi chơi ở đâu? Em cũng ít đi chơi lắm chị ơi, hầu như là không có đi chơi luôn chị. Nếu em ở Sài Gòn là chị chỉ em rồi, nhưng bây giờ em ở Tây Ninh chị đâu có biết. Tây Ninh thì chị có đi núi Bà Đen. Núi Bà Đen xa hơn nữa. Tàu. Rồi giờ tôi hỏi nhỏ một câu nữa nè, biết hôn không? Hồi quá giờ có hôn ai chưa? Có hôn người phụ nữ nào chưa? Dạ chưa chị ơi. Rồi biết hôn không? Cái này em không rõ nè. Trời ơi không rồi làm sao? Trời ơi gì mà ngại đỏ mặt vậy? Rồi làm sao bây giờ có bạn gái là làm thế nào? Tại vì mình là thanh niên mình phải chủ động chứ, không lẽ cô gái sao cô chủ động? Rồi em nhát như vậy rồi gặp cô gái cô cũng nhát nữa rồi làm sao tiến tới?
Tùng ơi. Dạ, dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị các bạn. Trời ơi em cứu hồ Tuyển cái coi. Trời ơi làm mất mặt đàn ông quá tên Tùng. Dạ chắc bạn đấy đi bộ đội môi trường nam nhiều quá. Đôi lúc mà cũng không có giao lưu tiếp xúc nhiều với những bạn nữ. Hoặc là do cái tính của bạn đó nó trầm lặng với lại ít cái giao tiếp nên đâm ra bạn đó nhút nhát thôi. Cố gắng lên Tiểu ơi. Đàn ông mà mình cố gắng lên biết đâu vận may sẽ đến với mình thôi. Cố gắng lên Tiểu ơi. Đàn ông mà mình cố gắng lên biết đâu vận may sẽ đến với mình thôi. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ tự tin lên nha Tuyển nha, không có gì ngại ngùng hết. Đó là bản lĩnh, đó là cái con người đàn ông là nó phải như vậy. Nè, bây giờ nghe anh Tùng nói nè, anh Tùng ghê lắm, anh Tùng tình trường sao anh Tùng? Thì nói chung thì em có 2 mối tình chính thức chị. Còn không chính thức là bao nhiêu? Không chính thức là sinh viên, trời rớt em nhiều lắm, em cũng không biết. Rồi, ok. Thế thì hai cái mối tình đó, cái mối tình nào mà gây lại cho em nhiều cái ấn tượng nhất? Cái mối tình mà gây cho em nhiều ấn tượng sâu đậm và nó đau khổ nhất là mối tình đầu tiên chị. Tại vì cái mối tình này thì em gặp cô ấy á, trong cái giai đoạn là em dạy cô ấy ở trung tâm. Thầy giáo dạy học trò của mình hả? Dạ. Ngồi cái công tác mà ngồi em công tác ở trường thì em còn dạy một cái số chứng chỉ quốc tế ở những cái trung tâm nữa chị. Thì đầu tiên thì em gặp bạn đó, ấn tượng bạn đó là cái dầu thơm của bạn đó. Thứ hai là cái khuôn mặt của bạn đó rất là dễ thương. Thì em cứ dạy mà em cứ đĩa ấm biết rồi chị. Còn cái thầy giáo không lo dạy, thầy giáo cứ lo hửi. Em thì công việc, đây công việc chị. Nhưng mà ý là mình hơi chú ý đĩa vào đó một chút vậy. Sau khi em dạy bạn đó xong thì bạn đó cũng hay mua bánh cho em lắm vậy. Có nghĩa là em mới thầy, em tặng thầy cái này, em tặng thầy cái kia. Năm đó em khoảng 24, 25 tuổi ấy chị, là mới bắt đầu yêu. Sau này em tìm hiểu ra thì em mới biết một cái sự thật rất là bất ngờ, đó là bạn ấy có gia đình rồi. Nhưng mà nó giấu em. Bạn ấy mới có ly thân chứ chưa ly dị. Thì em rất là đau khổ, em rất là buồn và em khóc luôn á chị. Lần đầu tiên em khóc luôn, em hát trước mặt bạn đó luôn á chị. Là có nghĩa là quen với em một thời gian nửa năm mà em mới phát hiện là bạn đó là có chồng rồi. Quan niệm của em khi em quen á là em tôn trọng đối phương lắm chị. Em không có soi mối cái chuyện đời tư. Tại vì khi mình quen thì mình cũng chưa là gì của nhau. Khi nào mình là vợ chồng thì mình mới gò bó. Nên em đỡ bạn đó thoải mái lắm chị. Sao em phát hiện là của tự thú thôi lộ. Lúc em dạy thì em có bạn đồng nghiệp, nó nói là Tùng ơi, hình như tôi biết nó có chồng hay sao á. Xong cái em hỏi, ủa sao mày biết? Bạn đó, tôi thấy nó đeo cái nhẫn á. Mà không phải là cái nhẫn mà cái nhẫn vàng nha chị. Mà cái nhẫn mấy bạn nữ hay đeo á. Nhưng mà đeo con trỏ, út quá chị. Đeo cái món đó á, mà nó đeo 2-3 cái luôn. Em nghĩ là gái mà ai mà không đeo giống nhau, mày đen đi quá. Xong em mới vô Facebook để em tìm. Nhưng mà xui một cái là khi em kéo xuống đến cái hình cuối cùng mà bạn đến hôn á thì em lại không kéo. Giờ ơi đất hỡi sao em lại quay lên lại. Mà em kéo xuống một chiếu là em lại thấy nào. Không có chơi sự kiên nhẫn, không có sự kiên nhẫn. Rồi cuối cùng em cũng mới nói với gia đình. Nói chung gia đình em cũng dễ lắm chị. Một đời chồng, hai đời chồng cũng quan trọng chị. Nhưng mà quan trọng là mình sống, mình hiểu và mình biết, mình thông cảm cho nhau là được. Em cũng không quan trọng cái chuyện đó chị. Quan trọng là hai người thương nhau thật lòng là được chị. Thì em có nói với bạn đó là thôi, khi nào em xong thủ tục rồi anh em quen chính thức, chứ bây giờ mình đang vi phạm pháp luật hôn nhân, một vợ một chồng. Thì em cũng tìm hiểu về pháp luật, em biết cũng biết chuyện đó. Nhưng mà bên đó họ thì là phải không có biết khi nào bên kia là xong. Có nghĩa là cái thời gian họ là họ không có biết chị. Có nghĩa là không xong, chứ dù nhà không có ly dị. Rồi, dạ, hiểu. Đúng rồi, khi nào xong thì họ cũng không biết nữa. Thì em đâu có biết, mình phải cho một cái khoảng thời gian cụ thể. Còn đây bên đó họ không biết, sao bên đây mình biết được. Thôi em chia tay luôn chị. Đó là đau khổ lắm chị. Thề một lần đau với chị. Muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đừng cái gì cũng biết, mà biết điều là không biết là em không thích rồi đó. Có cái tiêu chuẩn không? Bên ngoài như thế nào không? Biết đều. Thứ hai là dễ nhìn. Thứ ba là có công việc nhưng mà không còn dễ nhìn là tiền phải... Là mình thấy được thôi chứ em không cần phải xinh đẹp lắm chị. Quan trọng em đánh giá cao là về tính tình thôi chị. Chứ còn bờ ngồi thì mình có thể đập xây lại này được mà chị. Đập xây lại hả? Mày đúng rồi, mình có điều kiện mà. Mình đập xây lại được mà. Trời ơi, nghe anh Tùng nói mà Giang cười quá trời cười luôn kìa. Em thấy anh Tùng nói chuyện rất là vui tính. Rất là vui ha. Cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Mối tình sâu sắc nhất là cách đây 2 năm. Quen được nhau rồi. Được tầm gần 2 năm và chia tay gần 2 năm. Cái mối tình cũng như thế nào? Thời gian đó thì nói chung cũng rất là vui vẻ. Nhưng mà sau đó cảm thấy là bạn nam quan trọng vẻ bề ngoài của em quá. Trên gương mặt của em á, là từ con mắt ra là những cái bộ phận khác là bạn nam đều chê hết.
Trời đất ơi, chê mà chê sao, chê thẳng luôn hả? Nói em, ví dụ một ok. Tóc em khô quá, da em nổi mụn, chân mày thì lúc đó chân mày em không ít có chân mày, rồi răng không đẹp, nói chung là rất là nhiều. Đỉnh điểm là cái lúc mà ảnh chê em là ba vòng như một, xong em tức quá, xong là tự nhiên mình nhìn lại là không biết là anh đó yêu mình ở điểm nào. Em không tìm được cái câu trả lời đó, nên là từ từ là em cũng dần hết tình cảm và chủ động chia tay. Trời ơi, sao duyên dáng dữ vậy trời, yêu con yêu rồi thôi chia tay chứ làm gì mà chê con tay trời. Trời đất ơi, con ba cha mẹ sinh ra. Ủa mà khúc đó là em đã vào bộ môn yoga chưa? Dạ chưa, thì sau đó thì em mới quá không? Là quá môn yoga phải không? Ừ đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ gặp lại bạn đó em không biết yoga là gì hết. À bây giờ mà gặp lại bạn đó là bạn đó dòm chảy nước miếng phải không? Bỏ ghét phải không? À em đâu gặp đâu chị, giờ muốn gặp em cũng đâu được. Ừ, đúng rồi, muốn gặp mình đâu được, có đâu dễ vậy. Trời ơi, rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Người trung thủy nè, thành thật. Em không thích nói xạo. Nhiều bạn nghĩ là nói đùa, nói xạo cho vui, chứ mà em không thích. Không gia trưởng, không hút thuốc. Nhậu thì nhậu ít thôi, thôi đừng có nghiện. Nếu mà biết nói ăn thì càng tốt. Và sẵn sàng phụ giúp công việc nhà, trang sẻ công việc nhà. Thế là cho chị hỏi nè, nói chứ mình bị lúc đó chị biết là em cũng bị tổn thương dữ lắm khi mà có một cái người người ta xúc phạm mình như vậy, nhưng bây giờ mình đã khác rồi, mình thay đổi rồi, mình có muốn gửi gắm gì đến các cô gái để truyền cảm hứng cho các cổ không? Những bạn nữ thì nên chăm chút vẻ bề ngoài và biết yêu thương bản thân mình, tại vì khi mà mình yêu thương bản thân mình thì những người khác mới có hứng thú tìm hiểu và yêu thương mình được. Như vậy thì kết thúc cái vòng 1 này thì chúng ta đã thấy rằng là bốn bạn cũng đã chia sẻ hết những cái quan điểm của mình rồi. Và như vậy thì mình cũng đã hiểu nhau được phần nào rồi. Xin mời quý vị khán giả và bốn bạn tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến đến với phần 2, đó chính là phần mở cửa trái tim để cho bốn bạn ấy chính thức được gặp mặt và trò chuyện với nhau. Xin mời. Trời ơi, xin chào các bạn. Dạ, chào anh. Em ở Tây Ninh, ở thị xã ở thành phố Tây Ninh á, em ở khúc nào á? Dạ, thành phố Tây Ninh nè, của xã Bình Minh á. Bây giờ bốn bạn đã chuẩn bị cho chị Tường là sẵn giấy viết để mà mình chơi game show chưa nè. Mình chơi một cái mini game nha. Phần game này để hiểu ý nhau nè, để xem là các bạn có hiểu được ý của nhau không, có cùng quan điểm với nhau hay không nha. Câu hỏi đầu tiên, bạn muốn tận hưởng tuần trăng mật tại đâu? A. Đà Lạt. B. Vũng Tàu. C. Đà Nẵng, Hội An. Và D đó chính là Thái Lan hoặc là một quốc gia khác. Xong chưa? Xong rồi chị. 1, 2, 3. Xin mời cho xem đáp án. D, B, C, C. Ủa cuối cùng hai cô gái trùng khớp với nhau, còn hai chàng trai thì chết quớt. Vậy là bây giờ coi như là Giang với Yến đi cũng cần con mập chung với nhau đi cưng. Còn hai bạn nam đó thôi ở nhà luôn đi. Chúng ta không có một cái sự trùng khớp nào ở đây cả. Không có một cặp đôi nào trùng khớp ở đây cả. Không sao, thua keo này bài keo khác. Có 5 câu thôi nha, ráng tìm kiếm sự tương phùng nha các em. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai, sau hôn nhân vợ chồng bạn sẽ ở đâu? A. Làm dâu nhà chồng. B. Người chồng ở rể. C. Sống tạm nhà người quen. Và D. Nhà riêng của hai vợ chồng. 1, 2, 3, đưa lên. Trước tiên là mình có một cái cặp đáp án trùng khớp là Giang với lại là Tùng, đợt này trùng khớp với nhau rồi ha, đều là D ha. Và trong đây thì anh Tuyển của mình là cũng chọn D luôn, là ở nhà riêng của hai vợ chồng. Nhưng mà có Yến thì cho tôi hỏi một chút xíu, Yến tại sao em lại chọn đáp án là B? Dạ tại vì nếu là cùng ở Tây Ninh á thì em chọn ở rể, còn hả mà ở khác tỉnh á thì em mới chọn là sống riêng hai vợ chồng ạ. Trời đất ơi, nhưng mà giờ cuối cùng là em thích chọn cái nào? Hồi nãy tôi hỏi á, thích như quen ai á, có thích quen ở Tây Ninh hay không thì cổ lo cổ thích quen với người ngoài tỉnh khác. Rồi bây giờ tới hỏi cổ muốn ở đâu thì cổ lại muốn người ta mặc rể. Như vậy là giờ cổ muốn ở nhà cô hay là cổ muốn qua nhà chồng ở? Bạn em muốn ở rể. Chốt. Trời ơi là trời. Tôi chán bạn ghê luôn, cái cặp đôi này tôi thấy hơi mệt rồi đó nha. Trời, không có chính kiến gì thay đổi hoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba nha các bạn. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ngoại tình? A. Đánh ghen, nhắn tin hăm dọa. B. Chia tay ngay lập tức. C. Níu kéo và mong người ấy thay đổi. 1, 2, 3. C.
Xin mời cho đáp án. Cái gì đâu, hai người kia đâu? C. Vậy là có ba bạn C và chỉ có một mình Yến là chọn D thôi. C có nghĩa là từ từ, C là níu kéo và mong người yêu thay đổi. Trời ơi, mấy bạn rộng lượng quá ha, tha thứ ghê ha. Trời ơi, còn D ghê nữa, bà Yến còn ghê nữa. Chọn là cái trả thù vậy Yến. Tại vì xưa giờ em quen hai là em quen chung thủy lắm. Nếu mà em bị như vậy là em sẽ tìm một cách trả thù. Mà không phải là trả thù một cách gây cú gì, nói chung là mình chỉ trao dồi bản thân mình cứ sống tốt hơn, mình cứ vui vẻ, thoải mái bình thường vậy đó. Khi mà mình còn ghim người ta trong lòng và một quyết chí mình trả thù người ta, mặc dù là trả thù theo cách nào, thì cái người khổ đầu tiên là mình nè. Thí dụ như mình nó chê mình xấu, thấy không? Mình phải cố gắng mình đẹp lên, mình trả thù nó, chi cực vậy? Mình đẹp lên để mình tìm anh mới, chứ không phải mình đẹp lên để mình trả thù với thằng kia. Đó là cái thứ nhất. Ví dụ chê mình nghèo nè, mình phấn đấu nè, mình thoát nghèo nè, mình giàu hơn nè, để mình hướng tới cái tương lai mình tốt hơn, chứ không phải mình giàu hơn để mình trả thù người kia. Cho nên là đừng có suy nghĩ như vậy, bỏ cái suy nghĩ đó đi. Cái đó nó không có nó không có tích cực, nó làm cho cuộc sống của mình nó u ám. Đừng có ôm thù hận chi nha Yến nha. Cái này là lời khuyên chân tình của chị Tường đó. Bây giờ tôi hỏi cái người đàn ông ít nói nhất nè, Tuyển nè, tại sao em chọn là níu kéo và mong người ta thay đổi? Tại vì mình muốn cho người ta một cơ hội đó chị. À ok, bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ tư. Ồ, như vậy là tôi thấy nãy giờ cặp đôi ô cửa màu xanh là trùng khớp với nhau là được đó nha. Nãy giờ tôi thấy mấy ý trùng với nhau rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư của chương trình. Tiền lương của chồng đưa vợ bao nhiêu là đủ? A. 100% mỗi sáng vợ đưa ít tiền cà phê. B. 70% còn chi phí cá nhân của chồng, chồng tự lo. C. 50% mỗi người một nửa. Và D. 30% mỗi người. 1, 2, 3, xin mời. A, B, C, C. Rồi, chúng ta có một cặp đôi, đó là hai bạn nam. Hai bạn nam trùng khớp ý kiến với nhau, đưa vợ 50% thôi. À, giờ tôi mới hỏi ông Tùng là tại sao là chọn đưa vợ 50%? Em á, làm ra đồng tiền á, thì đâu phải là mình đưa hết cho vợ rồi cứ mà lần mình có công việc rồi mình cứ ngửa tay xin tiền, thì đâm ra đôi lúc nó cũng gây sự xích mích đó chị. Thật ra mình lúc mình quen hay là mình làm gì đó thì mình nên, hai người nên thỏa thuận ngay từ đầu. Tại vì công việc đặc thù, ví dụ như ai làm ra nhiều tiền á, thì người đó có thể quyền giữ lại. Nhưng quan trọng là mình không có làm gì sai trái đối với vợ mình, thì chắc nghĩ người đối phương thì cũng không được đồng ý thôi, chứ không có gì hết trơn. Thế còn Yến sao, muốn chồng đưa hết 100%? Tiền lương của chồng thì cũng lo cho gia đình con cái, thì ví dụ như cái lương lúc nào thì chồng cần gì thì vợ chồng cùng trao đổi rồi xong rồi mới đưa ra số tiền riêng để mua sắm cái gì đó. Khi nào chồng cần thì nói vợ thì vợ sẽ cho, vợ sẽ đưa, chứ đâu phải là nắm là lấy hết, chứ đâu phải là không cho chồng đồng nào. Mặc dù nghe hơi kỳ nhưng mà nếu tôi cũng hút cho thì chọn ý kiến của Yến là tôi cũng bắt chồng tôi đưa hết tôi 100%, rồi cần gì thì tôi chi lại. Chứ còn đàn ông mà có quỷ đen tôi sợ lắm. Nhưng mà thật ra lý tưởng á là 70% là hợp lý nha. Chồng là có thế nào là cũng có quỷ đen hả chị? Không có đâu, nói chứ đó là mình chỉ ước mơ thôi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhưng mà tôi xin chốt lại nha, thường thường cái chuẩn, cái mẫu, cái chuẩn đó là thường chồng đưa vợ bà 70% là tôi thấy ổn nhất, là hợp lý nhất rồi. 30% là để xài cá nhân, chứ còn ông đưa có 50 là ít quá nha hai ông đàn ông kia. 50 là ít quá, 50 làm sao vợ, 50 là làm sao mà quán xuyến nổi nguyên cả gia đình rồi vợ, vì con cái học hành này kia. 30% là đi giao lưu với cá nhân là nhiều rồi, 70% là lo cho vợ con với gia đình. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Phụ nữ sau khi kết hôn nên làm việc hay lui về hậu phương? A. Kiếm tiền quan trọng, thuê người chăm việc nhà. B. Làm đủ lương, cân đối việc nhà. C. Hy sinh sự nghiệp, chăm sóc gia đình. Nó chỉ có 3 đáp án thôi các bạn. 1, 2, 3, xin mời đáp án. Wow, lần đầu tiên trong lịch sử 4 người tham gia chương trình trả lời cùng một đáp án là B. Chúng ta đã trải qua như vậy là 5 câu hỏi, mà có câu số 5 này nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Bây giờ tôi bắt cái ông ít nói nhất, ông nói nè, tại sao em lại chọn cái đáp án đó là B? Tại vì em nghĩ việc nhà cũng cần, mà việc mình đi kiếm tiền thêm, gia đình này kia cũng cần ở vậy. Nên là vợ mình có công việc thì nó cũng phụ được. Đúng rồi, hai người một cái móc kèo,
một chiếc ghe mà hai cái người cùng chèo thì bao giờ nó cũng nhanh hơn một chèo. Chứ bây giờ vợ cứ ở nhà rồi dựa vô chồng hết, rồi đến lúc chồng có cái gì đó nó trục trặc thì cũng khó. Cho nên người phụ nữ hiện đại là mình 50-50, mình chu toàn hết ha. Bây giờ nè ha, chị kết nối với năm cái câu hỏi vừa rồi, tại bốn người mình chơi chung mà. Tùng với lại là Giang đã trùng khớp với nhau được 3 câu. Yến với Tuyển trùng khớp với nhau được 2 câu. Và trong này chị thấy là Giang với Tuyển cũng trùng khớp với nhau được 3 câu luôn. À, rồi Giang là trùng khớp với hai chàng trai, còn Yến và Tùng thì chỉ trùng khớp với nhau có 1 câu thôi. Đúng chưa? Đó, chúng ta có những cái chỉ số như vậy để các bạn tham khảo thêm nha. Thì trước khi mà bước vào cái khoảnh khắc mà để quyết định thì Tường muốn chị muốn hỏi các em thêm một lần nữa. Bây giờ hồi nãy giờ mình tham gia nhiều rồi, trò chuyện với nhau nhiều rồi, bây giờ là đến cái lúc mà chúng ta có thể lắng động lại một chút, nói về cái tình cảm với cái suy nghĩ của mình khi mình tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Chị sẽ muốn mời Tùng nói trước, bởi vì chị thấy em là một người khá là thành đạt và lưu loát. Thì bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay, đến giây phút này, trong lòng em có những cảm xúc gì, suy nghĩ gì, em có muốn gửi gắm lời nào đến ai trong chương trình ngày hôm nay hay không, hay là em muốn cái gì em nói? Tại vì sau khi mỗi người chúng ta sẽ nói về cái cảm xúc chúng ta một chút xíu là chúng ta đi đến phần quyết định luôn rồi, cơ hội để thể hiện là ngay lúc này. Chị mời Tùng. Thì em tham gia chương trình này thì cái cảm xúc đầu tiên em rất là hồi hộp, mặc dù thì em đã dạy rất là nhiều sinh viên, đứng cũng trên bục giảng cũng nhiều và đứng trước công chúng cũng nhiều, nhưng mà đây là chắc là chưa, có lẽ là chương trình đầu tiên em tham gia với chương trình truyền hình trực tuyến như thế này. Thì em thấy ba bạn cùng chơi thì mỗi bạn cũng có một cái điểm mạnh riêng, và cái mong muốn của em thì sau này em và bạn nào đó nữa thì có tiến tới hoặc là có quen biết thì mình cũng mong muốn, nếu mà xa hơn thì là hôn nhân, thì cũng có thể là dành dụm trang trải cuộc sống về, có thể là mua một cái nhà nào đó nếu mà bạn đó thích ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh khác thì em thua đó, tại vì công việc của em nó đặc thù là nó ở thành phố rồi nên em không có thể đi đâu được chị. Ví dụ như mình lựa một cái đối tượng mình yêu nhau để mình tiến tới hôn nhân thì em có những cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào không? Dạ, thì khi mà tìm hiểu thì em thì mong muốn đối phương tôn trọng cái quyền riêng tư, còn cái chuyện mà tiến tới hôn nhân thì ok, thì lúc đó mà vợ chồng thì mình cứ thoải mái thôi. Em thì tôn trọng đối phương lắm chị, em không có còn soi mối cái chuyện mà nhắn tin với ai, Facebook với lúc chứ nếu mà người ta hỏi thì em đưa, còn không thích thì thôi. Còn cái chuyện mà em người ta có đưa em không thì em cũng không quan tâm đâu chị. Cảm ơn suy nghĩ của Tùng nha, và quan điểm của Tùng nha. Yeah. Thế thì còn Yến, quan điểm của em là như thế nào? Em thì tuy sống ở nông thôn thì thích cuộc sống ở thành thị, nhưng mà em cũng không có quan trọng là lấy chồng xa gần, nhưng mà chủ yếu là người đó hiểu chuyện, người biết trên biết dưới, cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình, được gia trưởng là được. Với lại ví dụ như giờ cũng không biết là có thành với nhau hay là không, như là cứ ví dụ như mình có gặp ở ngoài thì mình cũng vẫn vui vẻ gặp nhau và đi uống nước như gì, như tình cảm anh em, thì chứ đừng có nên là ghét nhau hay là nói xấu nhau này kia. Quan điểm tình yêu của em như thế nào, em mong muốn như thế nào? Nếu mà yêu chân thành thì cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chứ đừng có mà gian nan rồi bắt đầu nản rồi từ bỏ. Gian nan là nản là bỏ không được ha. Rồi, thật sự bây giờ chị hỏi lại một câu cuối cùng nè. Em muốn tìm chồng ở Tây Ninh hay là ở những tỉnh khác? Nó nói là một câu ngắn gọn nè. Nãy giờ 2-3 lần là hơi khác nha. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ đi. Em thì ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được phải không? Chắc chưa? Hồi đầu em đăng ký với chương trình là em muốn là lấy cái người ở gần để mà chị dễ tìm, chăm sóc cho cậu, chăm sóc cho mẹ. Sao bữa nay đổi ý rồi? Em không có quan trọng là xa hay gần chị. Thật sự thì nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ ha, năm đứa mình nha, trò chuyện với nhau cũng khá nhiều thông tin rồi. Mặc dù đây là online, các bạn chưa thể nào mà đo được cái cảm xúc của mình nó chính xác được đâu, nhưng mình đều là những người trưởng thành, mình cũng đã hườm được mình đã có cái tình ý với ai hay không, có cái thiện cảm cảm tình với ai hay không thì cũng đã nhen nhúm trong lòng mình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua vòng 3 của chương trình, đó là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của chị Tường thì quý vị hãy đưa cho chị Tường xem cái quyết định của mình. Thích kết đôi với bạn ở ô cửa màu nào thì đưa cái nửa trái tim màu đó lên nha. Còn không thích ai hết, đưa mặt cười lên. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, lắng động. Bây giờ tôi xin mời tất cả nhắm mắt lại, và tôi sẽ đếm ngược đúng 5 giây các bạn đưa lên. Xin mời nhắm mắt. 5 4 3
và một những bạn nữ thì nên chăm chút để bề ngoài và biết yêu thương bản thân mình. Tại vì khi mà mình yêu thương bản thân mình thì những người khác mới có hứng thú tìm hiểu và yêu thương mình được. Làm ra đồng tiền á thì đâu phải là mình đưa hết cho vợ rồi cứ mà lần mình có công việc rồi mình cứ ngửa tay xin tiền, thì đâm ra đôi lúc nó cũng gây sự xích mích đó chị. Thật ra mình lúc mình quen hay là mình làm gì đó thì hai người nên thỏa thuận ngay từ đầu. Tiền lương của chồng thì cũng lo cho gia đình con cái, thì ví dụ như cái lương lúc nào thì chồng cần gì thì vợ chồng cùng trao đổi rồi xong rồi mới đưa ra số tiền riêng để mua sắm cái gì đó. Mà nghĩ là việc nhà cần một việc tình đi kiếm tiền thêm, gia đình này kia cũng cần nó vậy, nên là vợ mình có công việc thì nó cũng phụ được. Xin mời. Trời ơi, ba Tết tìm màu xanh luôn. Ba Tết tìm màu xanh luôn, có một cái mặt cười màu đỏ thôi. Như vậy thì chúng ta chỉ có một cặp đôi duy nhất của ngày hôm nay, đó là cặp đôi ở ô cửa màu xanh. Xin chúc mừng cho Thanh Tùng và Trà Giang. Rồi, thế bây giờ chị muốn hỏi Yến một chút xíu. Sao Yến lại đưa mặt cười vậy Yến? Em chưa rung động, như là muốn nghe trái tim mách bảo không? Thế còn Tuyển thì sao? Tại sao em lại đưa trái tim màu xanh? Dạ, tại vì em thấy hoàn cảnh của bạn là bạn bận nha, cũng như là cái quan điểm của bạn ấy giống em. À, hồi nãy trùng khớp nhau tới ba câu lẫn mà đúng không? Nhưng mà thôi, trong cuộc sống thì mọi thứ là cũng phải có một cái sự là gọi là nó phải kết nối, nó phải dính được với nhau. Nhiều khi mình như vậy nhưng mà cảm xúc của mình chưa có truyền cái điện được tới người khác. Thôi thì mình sẽ gặp may mắn lần sau nha. Chị Tường chúc cho Tuyển và cho Yến sẽ sớm tìm được một cái nửa yêu thương của mình trong cái thời gian sớm nhất nha. Và bây giờ thì chị Tường xin chúc cả bốn bạn luôn chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe nè, sẽ có những cái thành công trong cuộc sống của mình và ai cũng sớm đạt được ước mơ của mình nha. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng chị Tường cũng như là tin tưởng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã kết đôi được có một cặp thôi. Như vậy là cũng như đầu tiên Tường chia sẻ rồi, được một cặp thành công như vậy là cũng mừng rồi đúng không quý vị? Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Cảm ơn Bột Giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và Tường xin chia sẻ phần quà của các bạn như sau. Cặp đôi mà không thành công thì nhãn hàng Bột Giặt Joy cũng sẽ dành tặng cho các bạn mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí Bột Giặt Joy 2-trong-1 nha. Và phần quà tặng dành cho cặp đôi bấm nút thành công, chúc mừng hai bạn trở thành một cặp. Và để chúc mừng sự 2-thành-1 của các bạn, nhãn hàng Joy hân hạnh tặng một bạn 1 năm sử dụng Bột Giặt Joy miễn phí. Và đặc biệt nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, nhãn hàng Bột Giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một sẽ tặng cho hai bạn 2+1 là 3 năm sử dụng Bột Giặt Joy miễn phí. Kính thưa quý vị, chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị hãy tải ngay ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình. Chân thành cảm ơn nhãn hàng Bột Giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.